quay trở lại kênh Thích Trồng Lan của Bí nha. Và ngày hôm nay bên công ty em vừa về một cái lô đai trâu lát mít cực kỳ đẹp để phục vụ cô chú anh chị mình chơi Tết ạ. Thôi bây giờ xin mọi người cùng đón xem ha. Thì cho em cái sàn đầu tiên đây ạ, là những cái cây lá mít nha. Rồi mời bạn cameraman quay sao xung quanh tất cả cái lô đai trâu này luôn. Đây mọi người, đây là cái size, là cái size trung nha mọi người. Lá mít như thế này cho em ha. Đấy, rất là xinh. Đây mọi người, có cây lớn nè. Cây lớn này thì tầm khoảng là 6 cặp lá nha. Còn cây nhỏ này thì tầm khoảng là 4-5 cặp lá. Đó. Rồi, em có thấy một cái cây này lớn nè. Đây, rất là đẹp luôn. Và cái hàng này thì hàng đai trâu bút trụ. Giống của nó là giống lá mít nha mọi người. Có những cây là mít đồng xu nè, hoặc là mít xếp rục, tùy theo cây lớn nhỏ. Và hiện tại là cây nó cũng đang sưng nụ và nhú nụ rồi ha. Đẹp lắm luôn mọi người. Và tiếp tục em sẽ quay cho mọi người xem cái sàn thứ hai nha. Đây, nó cũng y như sàn thứ nhất luôn, nhưng mà có những cây thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, cho mọi người xem ạ. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn á. Đây. Mấy cái hàng này thì mọi người ghép lên lũa hoặc là ghép lên chậu rất là đẹp. Có những cây là nó chưa có ra nụ nha, thì những cây chưa ra nụ thì anh chị mình đợi năm sau mình chơi hoa. Còn những cây nào có nụ rồi thì năm nay mọi người chơi hoa nha. Đây nữa nè, bản lá rất là xinh luôn. Đó, mọi người xem ha, cực kỳ xinh. Và đai châu rừng này á, là màu hoa của nó sẽ là màu hoa trắng đốm tím nha cả nhà. Màu hoa trắng đốm tím ha. Hàng rừng Việt Nam chất lượng cao anh chị ạ. Ô, em thấy cái cây này đẹp nè. Cao quá, lấy không tức thấp. Đây, xinh chưa cả nhà? Đấy, quá xinh luôn. Và bây giờ em sẽ làm đơn cho mọi người thử nha. Bây giờ em sẽ lấy một đơn xem thử là tầm giá tiền là tầm bao nhiêu ạ. Anh chị mình đợi em lấy cái con nha mọi người. Em sẽ làm đơn thử 3 cây cho mọi người xem là bao nhiêu tiền nha. Đây. Rồi, 3 cây như thế này nha mọi người. 3 cây mít như thế này, nếu mà anh chị mình mua trung bình mà hàng được thùng vô chậu rồi thì giá là tầm khoảng 300 cho tới 350 một cây. Còn anh chị mình mua hàng bốc á, thì giá là tầm khoảng là 350-400 nghìn thôi cho 3 cái cây như thế này ạ. Mọi người thấy không? Rất là rẻ luôn cả nhà. Đó, rất là rẻ luôn. Em để lại nha. Và bây giờ em sẽ lên một cái đơn cây nó nhỏ hơn. Em lựa cho mọi người xem được những cái đơn cây nhỏ hơn nè. Một nè. Đây, cây nhỏ hơn một tí nè. Đó, cây nhỏ hơn. 4 cây này nhỏ xem thử là bao nhiêu nha. Rồi, 4 cây nhỏ này. Đó, 4 cây nhỏ này dao động mức giá là tầm khoảng là 300 cho tới 350 nghìn. Và tất cả các đơn hàng này á, thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho mấy chị mình luôn ạ. Đó, mít sụt nha, mình chơi Tết rất là ok. Và cái mặt hoa của cái hàng loại này á, thì em sẽ cung cấp trên video của màn hình cho mọi người xem. Mặt hoa của nó là tròn trĩnh dễ thương giống cái lá của nó đó anh chị ơi. Đấy, rồi nếu anh chị mình muốn mua hàng á, thì mọi người có thể mua trực tiếp trên video, mọi người để lại số điện thoại ha. Và anh chị mình đừng quên á, là em á, là em like khung giờ là tầm 8 giờ sáng hàng ngày. Nếu anh chị mình muốn lựa cây nè và chọn trực tiếp thì mọi người đón xem video của Bé Ý vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày nha. Và bây giờ em xin mời mọi người cùng ngắm lại những cái cây đai trâu của bên em ha. Oh,
đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng xem video nha. Và anh chị mình đừng quên nhớ ấn like và nhấn subscribe cho kênh của Thích Trồng Lan nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau ạ.